Xin chào các bạn, mình là Nhật. Chào mừng các bạn đến với cái series về JavaScript Combo. Và phần hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề là Text trong JavaScript Combo. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ nói về làm nào để chúng ta hiển thị được một cái string hoặc là một cái serial string trên màn hình. Chúng ta sẽ nói về cách styling cái text, gồm có thay đổi cái màu của text này, text size, font style, font width. Sau đó thì căn chỉnh cái text này theo bên trái bên phải, đều hai bên hoặc giữa, thay đổi cái phông của text, làm nào để về cái cắt vỡ text đi khi nó quá dài, mà thêm cái nữa text decoration, chúng ta có thể gạch dưới hoặc gạch ngang cái text đó. Chúng ta cũng có thể nói về cách làm nào để có nhiều cái dòng trên một, chúng ta quy định bao nhiêu dòng text. Và chúng ta có thể nói thêm một cái nữa, một cái khá là hay của text này, đó là multiple style. Trong một cái text, đó là kiểu như là chúng ta có thể cùng một cái text giấy chẳng hạn thì mình có thể hiển thị các cái màu khác nhau cho từng ký tự khác nhau. Thì đó là các nội dung sẽ có trong cái phần video hôm nay. Trước khi bắt đầu, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Ok, để bắt đầu thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái Android Studio ra. Các bạn nếu đây là các bạn vào cái video này, trước khi xem cái video trước thì các bạn vào chọn file này, chọn new này, new project này. Sau đó thì các bạn chọn cái Empty Combo Activity, đưa một cái tên và tạo một project symbol. Khi mà các bạn mở cái ứng dụng này ra thì nó sẽ load lên một cái, nó sẽ có cái main activity này, và trong này nó có cái set content. Thì trong này thì Android Studio đã tạo sẵn cho các bạn rồi. Nếu mà tên cái project của các bạn là Learn Compose thì nó sẽ tạo được một cái theme tương ứng là Learn Compose theme, và trong đấy chúng ta có thể tạo một cái survey. Tạm thời các bạn không cần hiểu về cái survey này là gì cả, các bạn thì biết nó đây thôi. Chúng ta sẽ nói về cái survey này ở các phần về khi chúng ta nói về phần layout chẳng hạn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cách để tạo ra một cái compose, thì bằng cách là chúng ta sẽ có một cái annotation, đó là composable. Thực ra thì cái composable này nó không hẳn chính xác là annotation nhé. Chúng ta sẽ có một lần chúng ta sẽ nói về cái này sau. Chúng ta sẽ tạo là fun, chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn có một cái màn hình home đi, chúng ta sẽ gọi nó là home screen fun. Thì đây là một cái composable có tên là, cái này nó đang bị cache nhá, cả home screen nhá. Thì ở đây có một điều các bạn cần quan tâm, đó là cái cách đặt tên của một cái composable này. Cái compose này thì thông thường ở trong các function bình thường thì chúng ta chỉ viết theo cú pháp lạc đà thôi, còn đối với cái này composable compose thì chúng ta sẽ viết là chữ cái đầu tiên này viết hoa, nó giống như kiểu chúng ta đặt cách là đặt tên một cái class ở trong Kotlin và Java ấy. Thì đó là cái home, đây là cái một cái composable này, và để hiển thị cái màn hình home screen này thì mình cho nó vào phần content này, home screen. Đây là trong cái phần content nhá, content của cái thằng survey này. Thì đây là kiểu trailing lambda trong trong phần này, các bạn click vào đây nhá thì nó sẽ này, còn content này nó là một cái yêu cầu, nó nhận là một cái function. Đây là higher order function trong functional programming nhé. Cái phần mà mình có nói các bạn nên học nó trước ấy, nên đọc nó về nó trước. Thì giờ chẳng hạn giờ chúng ta muốn hiển thị một cái text hello world như bên này nhé, hello world đi ra màn hình thì chúng ta sẽ phải tạo ra, chúng ta sẽ làm nào để đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái composable này, sau đó mình khéo nó fun này, mình gọi nó là cái greeting text đi. Thì đó, thì cái greeting text này mình sẽ muốn hiển thị nó ra màn hình, thì mình để muốn hiển thị cái text đấy thì mình sẽ dùng cái là cái text của combo này. Thì khi mà các bạn click vào đây nhá, các bạn click vào cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái phần source code của cái thằng text này này. Đó, nó là của combo material này. Thì cái thằng này nó có hai cho chúng ta hai cái khai báo này, hai cái định nghĩa của cái này. Một là cái text này và hai là cái text này. Các bạn nếu mà nhìn qua thì nó khá là giống nhau, nhưng có một điều khác biệt đấy, nó ở điểm này. Đó là một thằng thì nhận vào là cái annotated string, còn một thằng thì sẽ nhận vào là một cái là string. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với cái string trước nhé. Thì đối với cái string này chẳng hạn đi, mình muốn tuyển định một cái text nào, hello Frank đi. Đó, thì bây giờ chúng ta có text được, làm sao để chúng ta hiển thị ra màn hình như bên này. Thì để đầu tiên chúng ta sẽ phải cho nó hiển thị lên cái home screen. Thì trong cái home screen này thì mình cần có một cái layout để chứa được cái greeting text này. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái là cái column đi. Thì cái column này thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái column này ở trong phần về layout. Nhưng các bạn tại thời điểm này các bạn có thể hiểu nó giống như một cái linear layout, tức là nó cho phép sắp xếp các phần từ con ở trong nó theo một chiều dọc.
thì cái phần từ con của nó thì mình sẽ đặt ở trong cái phần này, phần column scope này thì mình sẽ đặt đó là greeting text này đó. Thì bây giờ ấy, thì mình không chạy cái ứng dụng thì mà mình muốn nó hiển thị preview như ở bên này ấy, thì các bạn chú ý nhá, đây mình có phần preview này, mình tạo ra một cái annotation preview này, sau đó mình cũng đặt tên nó là composable này, thêm cái annotation là composable này, sau đó mình đặt tên nó là default preview này, và mình cũng cần có một cái theme này là learn combo theme này. Sau đó thì mình sẽ cho cái home screen ở đây để nó có thể cho mình phép mình preview, thì mình bấm vào build and refresh này, đợi một lúc này, đây thì nó đang chữ hello friend rồi đó. Đó là cách mà chúng ta hiển thị một cái string ra trên trong bằng sử dụng ZBrack combo. Thì giờ làm nào để mình hiển thị được một cái resource string, tức là cái string này, chẳng hạn mình hiển thị trong này đi đó, thì đây nó đang có cái app name đúng không, mình sử dụng luôn cái app name này đi. Thì để mình hiển thị một cái resource string ấy, thì mình có thể gọi nó đây là text bằng resource string resource này, id chấm app name, hoặc app name đúng không, app đây là gì nhỉ, app name. Đó, thì cái này chắc là phải import chăng, thiếu gì nhỉ, mình quên mất, đây là mình phải dùng string. Đó, thì nó sẽ up lên constant này, rồi bấm build thread này, refresh này, thì nó sẽ trở thành cái này thành trở thành learn compose. Cái này nó đang có lỗi một chút, mình xem có lỗi cái gì, code comma thì mà import không lỗi gì cả. Ok, nó là learn combo này. Đó, thì đây là hai cách mà chúng ta có thể hiển thị một cái text từ dạng string hoặc là từ một cái string resource từ trong này. Đó, thì chắc là trong ứng dụng thì thông thường chúng ta sẽ hiển thị bằng string resource hoặc là dữ liệu từ trên server trả về. Thì trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói về việc là styling cái text. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là nói về làm nào để thay đổi cái màu của cái text này. Thì khi mà các bạn khi các bạn làm việc với lại cái combo này mà các bạn muốn biết là cái thành phần cái combo nó hỗ trợ những tính năng gì thì các bạn bấm vào đây, các bạn trỏ vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy đây thì nó sẽ có những cái thuộc tính này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái thằng thay đổi về màu sắc nhá. Thì chúng ta chọn là color này, mình sẽ chọn nó là color.red đi. Đó, thì color thì đây mình muốn thay đổi cái text của cái chữ là learn composer kia thành màu đỏ. Thì mình build and refresh để xem cái preview đó thì cái text nó thay đổi ở đây. Thì tất nhiên là ngoài đây là cái màu sắc mà đã được định nghĩa sẵn thì các bạn cũng có thể sử dụng cái màu mà theo tùy theo cái design từng tùy theo cái thiết kế của các bạn sẽ đẩy nó vào đây. Đó là phần thay đổi màu này. Chúng ta sẽ cho nó xuống dòng để cho nó dễ nhìn bởi vì khi nó quá dài. Đó. Thì mỗi một cái khai báo này thì các bạn để cách nhau là một dấu phẩy nhé, giống như kiểu chúng ta đang đưa các parameter các cái tham số vào trong một cái function thôi các bạn, nó bản thân nó là một cái function thôi, nó dính vào các function. Tiếp theo là chúng ta làm nào để thay đổi cái font size, cái text size của nó. Thì chúng ta có thể đổi là chọn là text size này, font size, thay đổi cái kích thước của chữ font size. Thì ở trong này có một cái, ngày xưa mình cũng dùng khi mình làm việc email chúng ta dùng FB đúng không, thì đây chúng ta có FB chẳng hạn, mình cho nó là 30 thì mình chấm FB cả, thì mình sẽ import nó vào, thì ở đây là 30 FB nhé. Các bạn bấm build and refresh này, đó thì nó chữ của nó to hơn rồi đúng không, cái font size nó to hơn rồi. Thì cái FB này thì các bạn cứ mà trỏ đây thì nó là một cái này đó, thì nó định nghĩa nó tự cứ đổi convert ra thành cái text unit này dạng đơn vị là FB cho mình. Thì ngoài cái SP ra ấy, thì chúng ta cũng có cái DB nữa tương tự, chẳng hạn như các bạn sẽ có là 30.db thì nó sẽ là 30 DB đó. Thì chúng ta sẽ nói cái đấy về khi chúng ta định nghĩa cái kích thước chiều ngang chiều rộng của một cái compose. Tiếp theo thì chúng ta làm nào để thay đổi cái font style của nó, thì chúng ta chọn là font style. Thì cái font style này chúng ta có vài cái, chúng ta có normal, italic, bold đúng không, thì mình thử chọn cái italic đi. Thì nó sẽ tạo được cái chữ learn compose, nó sẽ nghiêng nghiêng một chút nhé. Các bạn chọn này, đó thì nó hơi nghiêng một chút, nó tùy theo cái phông. Đó, thì tiếp theo chúng ta sẽ nói làm nào để thay đổi cái phông width của nó, tức là cái độ đậm đậm của nét chữ ấy. Cái phông width này, tôi có phông width, mình cho extra bold đi,
Đó, xong rồi bấm build and refresh này, các bạn sẽ nhìn thấy nó bold, nó đậm lên, cái nét chữ của nó đậm lên. Đó, cái nét chữ của nó đậm lên nhá. Đó thì về cái font width này ấy, thì chúng ta định nghĩa nó là extra bold, bold hoặc là thin. Thì cái này á thì nó lại phụ thuộc vào từng cái design. Trong các cái design ấy, thường thì người ta lại đưa cho các bạn các con số. Thì để mà đổi giữa các con số của các design ấy, chẳng hạn như là 200 font width người ta đưa cho mình là 200, 800, 900 ấy, thì nắm nào để đổi nó ra cái này ấy, thì các bạn có thể dựa vào cái link này. Mình sẽ để cái link này dưới phần miêu tả của cái video này nhé. Còn các bạn vào đây các bạn đổi nó sang tương ứng với cái này. Hoặc là nếu mà các bạn muốn dùng số ấy, thì các bạn dùng kiểu này, 200 được ạ. Thì nó là font width của nó tương ứng là ở đây nó là 200 thì nó là extra line đó. Thì mình đổi như này, các bạn bấm build and refresh này. Cái nét chữ của nó mỏng hơn nữa, cái nét chữ của nó mỏng hơn. Thì mình khuyên các bạn là không nên dùng cái con số này, mà nên định nghĩa nó ở một nơi, ở một chỗ đi, để mình dễ, chẳng hạn mình đặt tên nó extra bold hoặc bold. Thì tất cả các ứng dụng, cả cái ứng dụng mình, chỗ nào text là extra bold, chỗ nào là bold, bold thì sau này mình đổi nó sẽ dễ đúng không? Đó thì nó là phần extra bold. Thì trong cái phần mà nói về theme ấy, thì chúng ta sẽ nói làm nào để tạo ra cái một cái theme cho cả cái app. Đó, thì tất cả cái text nó sẽ follow theo đúng cái đấy, nó sẽ ăn theo cùng một cái theme đấy, thì rất là dễ dàng để sửa đổi. Mình muốn sửa một cái text nào thì nó chỉ sửa đấy thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái text alignment, tức là căn chỉnh cái text ấy. Text alignment chúng ta có nhiều kiểu lắm. Text alignment thì chúng ta có justify, start và start. Cái start này chẳng hạn và cái left thì là nó giống nhau, tức là đều căn ở bên trái. Đều căn cả ở bên trái cả. Nếu các bạn build and refresh ấy, thì tại cái điểm này các bạn nhìn thấy cái thuộc tính ở text align nó không có gì khác biệt với cái lúc mà mình chưa dùng đúng không? Thì để mà nhìn thấy sự khác biệt này thì chúng ta sẽ cho một cái đoạn text nó dài dài một chút. Mình sẽ dùng cái norem text đi. Norem text. Tức là cái nền cái trang mà chuyên generate ra các cái text rác rác ấy, để mà mình dùng để test thôi. Kiểu như này. Copy này nhá. Thì các bạn đừng đâu để các bạn mình dùng string đi. Đó thì mình thêm cái này là string name mà test text. Đó thì để cho nó dài dài ra tí thôi. Sử dụng này là sai rồi vì nó có cái ký tự này, mình có thể thêm nó vào thêm nào. Correct. Đó nó sẽ được. Ok. Đó, mình thay đây thành cái test text này. Các bạn bấm build and refresh này. Cái này nó quá là dài luôn thì mình cắt bớt nó đi cho dễ nhìn. Chỉ để khoảng vài dòng thôi. Chỉ để khoảng vài dòng thôi thì nó dễ nhìn thôi. Khoảng 2 dòng thôi nhé. Copy. Searching, ok. View and refresh, ok. Đây, nó đổi luôn rồi. Wow, awesome. Nó đổi luôn thành cái dòng nhá. Thì các bạn nhìn nhé, nó nếu mà chúng ta để cái text align ở start ấy, thì tất cả này nó đều căn. À, để mình cho một chút padding ở đây để nó co vào nhá. Thì cái đoạn này modifier chấm padding on 24.db đó. Import. Thì cái đoạn mà về làm việc với cái column modifier này thì các bạn đừng quan tâm vội nhé. Build and refresh đâu rồi? Lại lỗi không? Lỗi gì đây? String à? Lại lỗi string này, quên mất. Rồi, ok, cái text này nó vào giữa nhá, các bạn nhìn nhá. Thì các bạn nhìn cái mà text align khi mình để start này thì nó sẽ tất cả dòng chữ này nó căn theo bên này nhá. Bây giờ nếu mình để nó là end ấy thì nó sẽ tất cả text nó sẽ căn từ bên này sang. Chúng ta nhìn nhá. End. Đó, thì cái tất cả cái đầu chữ này nó sẽ căn từ bên này trước. Đó là sự khác biệt của text align. Các khi các bạn có đây các bạn nhìn nhá. Cái chấm này. Nó có này start, left, right và end. Thì cái start cái left này khác nhau điểm gì? Nó thực ra cái start cái left này nó giống nhau, nhưng mà trong cái ngôn ngữ ngược ấy, cái start ấy, nó có thể là bắt đầu từ bên tay phải trước đúng không?
đó, khi khi mà các bạn luôn, nếu mà các bạn mà code cho cả hỗ trợ cả cái ngôn ngữ ngược kiểu tiếng Arabic ấy, thì nó sẽ bắt đầu từ bên tay phải trước ấy. Thì các bạn nên dùng cái start và cái end hơn, bởi vì nó sẽ đúng. Còn nếu mà left right thì nó luôn luôn là left bên này và right bên bên này, đúng không? Right ở bên này đó, bắt đầu đây là right, đúng không? Thì nó không, nó chỉ đúng cho ngôn ngữ kiểu từ trái sang phải thôi, còn ngôn ngữ ngược kiểu ngôn ngữ từ phải sang trái thì nó lại không đúng. Thì ngoài ra mình có cái center nữa, mình thử cái center nhá, build and refresh này. Thì chữ tất cả đều được căn ở vào đây đó, căn theo giữa hết. Còn một cái thuộc tính nữa, nó là cái justify, justify này, thì gọn bấm này thì nó sẽ căn đều cả hai bên đó, nó căn đều nữa này. Các bạn nhìn nó khung chữ nhá, nó căn đều cả hai cái mép này đó. Thì đấy là cái phần về text align. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái nữa, đó là cái font family. Thì cái font family này thì mình có font này, font hình như là Google font, font family. Thì nó có mấy cái sẵn cái font, chẳng hạn này, chẳng hạn mình chọn font này, bấm build and refresh này, thì nó sẽ mấy, có lẽ nó sẽ đổi một chút. Đổi đó, cái cách phông nó thay đổi này thì các bạn hoàn toàn có thể chỉ định phông của nó ở đây, phông family ở đây. Thì tất nhiên là các bạn có thể download cái phông, cái custom phông của bạn vào và các bạn cho vào thư mục này, các bạn tạo ra một thư mục phông này và các bạn sử dụng nó trong này hoàn toàn được, sử dụng nó bình thường giống như khi các bạn làm việc với email. Thì ngoài ra ấy, thì ở trong này các bạn, khi các bạn để ý thì ở cái phần text này nó còn một cái nữa là cái style và nó sử dụng cái text style. Thì cái style này thì nó có gì khác biệt hạn text style này, nếu mà các bạn click vào cái text style này thì các bạn thấy là nó có đủ các cái thuộc tính như mà chúng ta vừa làm vừa nãy xong. Chúng ta có thể thay đổi màu, kích thước và và đủ mọi kiểu từ font style, font width đi. Vậy thì có cái gì nó khác biệt ở cái này? Thì chẳng hạn như bây giờ chúng ta đặt cái color ở đây nhá, đặt cái color vào đây, chúng ta giờ muốn nó thành màu vàng đi, thì các bạn nghĩ là đoán xem đoạn này nó sẽ thành màu gì. Thì build and friend mình nói rằng nó sẽ là vẫn là màu đỏ đó, thì nó vẫn là màu đỏ. Bây giờ trừ khi mà các bạn xóa cái này đi thì nó mới trở thành màu vàng được. Đó, quá là khó chịu luôn. Thì cái text style này khi nào chúng ta dùng? Cái text style này chúng ta dùng khi mà chúng ta muốn định nghĩa các cái style cho toàn bộ cái text. Chẳng hạn như là trong cái phần material ấy, thì nó có định cái phần theme ấy, thì nó có định nghĩa sẵn ra các cái, chẳng hạn như này nhá, nó material theme.text chấm đây, chẳng hạn như này, trong cái phần này nó có định nghĩa sẵn là các cái kiểu như là các cái thẻ giống như thẻ HTML ấy, nó là kiểu thẻ H1, H2, body 1, body 2. Thì chẳng hạn các bạn chọn body 1 ấy, thì nó có định nghĩa sẵn là các cái thuộc tính như này đâu, từ màu sắc, font size, font style, font width, text align cho đến font family, nó định nghĩa hết sang trong một cái style này rồi. Nếu mà các bạn muốn dùng nó ấy, nếu mà các bạn muốn, chẳng hạn là các bạn trong cái app của bạn ấy có rất nhiều cái phần mà có cái thẻ là thẻ H1 đúng không, là cái title của page đấy chẳng hạn, có một title, có một screen, là các bạn dùng cái thẻ H1 đúng không, thì thay vì các bạn phải gõ hết tất cả các thuộc tính này ở cho từng cái title của từng page ấy, thì các bạn định nghĩa nó trở thành một cái style như này. Sau đó thì các bạn chỉ việc mới dùng thôi, thay vì gõ cả bằng này cái thì các bạn chỉ cần gõ mỗi cái style này là xong, cái mỗi cái style body 1 này là xong đó. Thì ở tất cả mọi nơi nó đều có cùng một cái body 1 như này, hoặc là cái thẻ H1 như này, cái thẻ H1 như này, thì nó sẽ, chữ nó sẽ to lên cùng giống nhau hết, cùng một phông chữ, cùng một kích thước chữ hết giống nhau hết đó. Thì ngoài các cái thẻ mà được định nghĩa của này ra, các bạn cũng có thể tự định nghĩa được các cái chẳng hạn như là custom H1 đi đó, các bạn bằng text style bằng 2.text style đi. Thì get này bằng text style. Color đi. Cái này là bằng thì chẳng hạn như các bạn định nghĩa nó đây là color đi, bằng color.text một cái màu đẹp đẹp này đi. Thì chẳng hạn như ở đây nhá, các bạn không dùng cái này nữa thì các bạn có thể dùng nó là cái custom H1 này. Đây, chúng ta dùng cái typeberry.custom
cắt từng cắt một và H2. Còn dùng cắt từng H1 đi. Đó, thì nó sẽ đổi theo, nó sẽ đổi cả cái tên đổi theo. Đó, chữ thành chữ màu này. Đó, thì nó là cái tác dụng của style. Của style tức là khi mà các bạn ấy dùng dùng định nghĩa một cái style đấy thì có thể dùng được cho cả cái ứng dụng luôn. Cả ứng dụng nó sẽ dùng theo. Thì cái style này nó có ý nghĩa khi mà các bạn làm với việc với theme, chúng ta sẽ nói với nó về nó trong việc làm việc với theme. Nhưng có một điều các bạn cần nhớ là nếu như mà các bạn đã định nghĩa một cái thuộc tính ở cho cái thuộc tính này ở cái thuộc tính trong một cái phần cụ thể text này thì nó sẽ các cái thuộc tính mà ở trong style này sẽ bị loại bỏ đi. Tức là ví dụ như trong hợp này nhá, các bạn đều thuộc định nghĩa thuộc tính là color cho trong thằng text style này chẳng hạn, và các bạn định nghĩa luôn cái thuộc tính color đấy thì cái thuộc tính color mà màu vàng này sẽ bị loại bỏ, bởi vì nó sẽ ưu tiên sử dụng cái thuộc tính này hơn, cái nào cái này cái thuộc tính ở trong này hơn. Ok, đó là cái về phần các cái thuộc cái style trong một cái text này. Mà chúng ta còn gì nữa nhỉ? À, chúng ta còn cái text decoration và text overflow. Thì cái bây giờ mình tạm thời bỏ cái style này nhá, mình sẽ nói chúng ta sẽ thảo luận thêm cái style này trong cái phần theme. Mình có text decoration. Oh, nào mình be fresh đi nhá, bỏ khó chịu quá rồi. Cái text decoration thì cái text decoration này thì các bạn có là text decoration này, decoration chấm cái này, thì nó có line through, nó là gạch ngang hết, còn underline là gạch dưới, line through đi các bạn nhìn ạ. Đó thì nó sẽ gạch ngang tất cả các chữ này là line through, còn nếu mà underline thì nó gạch dưới, đó là cái của phần text decoration đó, gạch hết dưới này. Bây giờ chúng ta đến việc là chỉ định chẳng hạn những cái text rất là dài nhưng mà mình chỉ muốn nó hiển thị hai dòng thôi, mình sẽ cho nó là max line bằng 2. Cái này rất là nhiều khi nhé, nhiều khi chúng ta sử dụng cái thuộc tính này bởi vì sao, chẳng hạn như là trong một cái list chẳng hạn mà cái title nó dài ấy, thì chúng ta chỉ muốn chỉ hiển thị có cái title hai dòng title thôi, còn nếu họ muốn xem thêm thì họ bấm vào detail. Những cái đoạn này ấy, thì nếu mà để như vậy thì nhiều khi người ta không biết rằng nó còn thêm ấy, thì mình có thể sử dụng cái thuộc tính là text overflow ấy. Text overflow, mình sẽ có là overflow và text overflow thì nó có mấy cái giá trị này, thì mình sẽ để nó lại clip này thì nó sẽ hiển thị cái dấu ba chấm ở cuối này, thì người ta sẽ biết là nó còn thêm text đó, dấu ba chấm cuối này còn thêm, mà người ta có thể click vào để xem thêm. Đó là về cái phần các cái phần về style cho cái text này mà tổng số dòng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái multiple style in text. Thì cái này là cái gì, thì đầu tiên chúng ta sẽ gọi là tạo ra một cái composable mới này, chúng ta gọi là multiple style text này. Đó, thì để cho nó dễ thì cái phần này mình cho nó cái này thì mình cho nó add name đi, rồi refresh tí này. Bây giờ mình đầu tiên mình hiển thị text này, thì cái này á, thì để mà hiển chẳng hạn như bây giờ mình muốn có một cái chữ là hello Frank ạ, thì chữ H là màu xanh, còn chữ F sẽ là màu đỏ, chữ F đầu tiên sẽ là màu đỏ, thì mình làm thế nào? Thì mình sẽ sử dụng cái là build annotated string này. Thì mình sẽ đặt vào đây là cái width style. Thì cái width style này khi mà các bạn click vào thì nó chấp nhận hai cái tham số. Một là cái paragraph style, mà cái thứ hai là cái span style. Chúng ta sẽ phân biệt nó sau nhá. Đầu tiên chúng ta sử dụng cái style bằng span style đã. Chẳng hạn mình cho cái color này bằng color.blue đi. Sau đó mình append cái ký tự là h vào, sau mình append tiếp vào chữ hello này, sau đó mình sẽ with style viết này, kiểu style tiếp một cái style nữa, span style bằng color.red, append, sau đó lại append tiếp cái chữ hành vào đó. Để bây giờ mình sẽ cho cái chữ text này lên nhá, sau mình sẽ giải thích thêm. Đầu tiên là mình cho nó phải cho vào màn hình home screen này đã. Mình cho cái multiple text này đó, thì bởi vì mình ở đây là preview cả home screen rồi, bấm build and refresh này.
bỏ nó ra cái chữ này rồi. À, để thêm một cái khoảng cách giữa hai chữ này nhé. Cho một cái spacer modifier.hay. Các bạn đừng quan tâm này vội nhá. Nó chỉ là một cái thằng để mà cho thêm hay đúng không? À, hay này .db. Rồi ok, build and refresh này. Nó tạo ra một cái khoảng trống giữa hai cái này. Nó giống như kiểu cái margin ấy, nhưng bây giờ trong cái Zephyr combo này không có margin. Thì các bạn nhìn cái text này nhá, cái text này thì mình có để định nghĩa là cái chữ H này màu xanh này. Mấy cái chữ này, cái E, L, L, O này thì này, vẫn là cái chữ bình thường. Còn chữ F này mình có thể style nó thành màu đỏ. Đó tức là trong một cái text mình có thể cho nhiều kiểu style khác nhau vào. Tức là mình có thể cho nó nhiều kiểu khác nhau vào cùng cái text đấy. Nhưng các bạn click vào cái span, span style này thì các bạn nhìn thấy này, nó có color này, font style, font width và font style giống y hệt như vừa nãy chúng ta vừa style trong cái text này. Chúng ta có thể làm mọi thứ. Chẳng hạn như cái thằng này chẳng hạn, thì chữ thằng hello này ạ, thì mình có thể cho nó với này một width, cái style, cái gõ style bằng span style với lại cái decoration đi, text decoration đi, mà mình cho nó gạch ngang hết đi, text decoration chấm light through này, xong rồi mình chuyển cái dòng này đến đây, thì cái chữ LLO này sẽ được gạch ngang này, đó. Đó các bạn nhìn thấy không? Đó, nó gạch ngang cái đó, thì với cái cách này chúng ta có thể style từng chữ cái một, đó là cái span style. Còn khi mà các bạn muốn sử dụng một cái là cái span style, các bạn nếu mà các bạn cho vào một cái là cái paragraph ấy, các bạn click đây nhá, nó có cái paragraph này, cái paragraph style. Nếu mà dùng paragraph style thì nó áp dụng cho cả một cái đoạn đấy. Tức là khi các bạn có một đoạn văn dài chẳng hạn, có một đoạn văn dài ấy, bằng này chẳng hạn, thì cái paragraph nó áp dụng cho cả cái đoạn văn dài này. Đó thì cái paragraph nó như nào? Chẳng hạn như chúng ta có thể có là with style này, style bằng paragraph style này, trong này bọc hết đây. Bọc hết rồi. Thì các bạn nhìn cái thuộc tính của cái paragraph style này thì nó chỉ có text align này, trái hoặc căn trái căn phải căn giữa thôi, text right direction nữa thôi, line height và text independent. Thì chẳng hạn như mình cho cái line height đi, cái line height tức là bằng 12.db đi, 12 thường như thế, 12.1.2 nữa. Để chọn sửa với cái gì, text align cho dễ nhìn, text align.end đi, thử lại cái coi. Nó cũng không khác nhau nhiều. Khi mà chúng ta có nhiều text lên chẳng hạn thì nó sẽ cái, tức là cả cái đoạn này nó được áp dụng theo cái thằng cả paragraph, mà cả đoạn văn của cái thằng span style này thì áp dụng cho từng ký tự một. Đó là cái ý nghĩa của cái thằng, của hai thằng này. Đây là cái kiểu style cho kiểu áp dụng multiple style trong một cái text, trong một cái text. Ok, đó là phần về text này. Chúng ta đã nói về các cái phần này của phần text này, từ hiển thị text này, style trong một cái text và multiple style trong một cái text. Trong cái phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về text input và hoặc là image trước. Đó, thì nếu mà các bạn thấy cái video này hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy nhớ để lại cho mình bấm like và share giúp mình nhé, để ủng hộ mình tiếp tục ra các video tiếp theo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.